Vâng, à, xin chào và xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thành Audio Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã được lướt qua, chúng ta cũng đã được tham khảo qua về cái hình ảnh chi tiết về cái sản phẩm mà ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến các bác đúng không ạ Thì đây sẽ là một cái con DAC cao cấp đi từ đất nước Anh các bác nhé Và với cái model của ngày hôm nay là DCS Debussy đúng không ạ Thì với cái thương hiệu DCS này thì cũng khá là mới mẻ ở à, trong cái thị trường audio ở tại Việt Nam đúng không ạ? Thế nhưng mà DCS thì à, đã thành công ở trên cái thị trường audio trên trên thế giới cơ. Đúng không ạ? và cái hình ảnh của DCS thì thường xuyên xuất hiện ở trên các cái bộ dàn hai à, end hay là à, ultra hai end đúng không ạ? Thì à, à, các cái sản phẩm của DCS này thì à, cái chiết lý của hãng thì họ luôn luôn là sử dụng các cái công nghệ tiên tiến này cũng như là à, các cái linh kiện cao cấp để nhằm à, thỏa mãn cái thú chơi âm thanh của 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 chúng ta đúng không ạ? Và À, DCS thì họ tập trung chủ yếu vào sản xuất hai cái mặt hàng chính đó là DC cao cấp và CD cao cấp cao nhất Và à, hãng thì cũng có những cái chiếc DC cũng như là à, cái con CD mà lên đến mức giá hơn 1 tỷ đúng không ạ Một cái mức giá thực sự là quá kinh khủng so với lại cái mức thu nhập bình quân của người Việt Nam mình Nhưng mà trong cái giới quý tộc của người Việt Nam mình mà chơi âm thanh thì DCS này là một cái thương hiệu mà à, rất là quen thuộc với họ đúng không ạ Đấy thì với DCS Debussy đây cũng vậy đúng không ạ À, thì à, hãng cũng sử dụng vào đây rất nhiều các công nghệ hiện đại cũng như là các cái linh kiện cao cấp điển hình như là có dinh đác này hay là dark lambit này đúng không ạ? À? Và à, cho chúng ta được à, một cái số bit giải mã lên 24 bit đúng không ạ? À? À, và cái tần số lấy mẫu từ à, 32 này, 44 này, 8896 kHz đúng không ạ? À? Đấy thì à, à DCS Debussy thì à, cũng là một cái cái sản phẩm cực kỳ là cao cấp rồi khi mà chúng ta phải bỏ ra hơn 200 triệu để sở hữu cái sản phẩm này khi mà chúng ta mua mới đúng không ạ? À? Cụ thể thì là đây là 270 triệu ạ và đương nhiên thì đấy chỉ là cái con số mà chúng ta tham khảo thôi thì cái sản phẩm này đã là cái sản phẩm mà đồ cũ rồi đúng không Đồ cũ xài lướt rồi thì nên là với mức giá chỉ hơn 100 một chút thôi thì chúng ta đã có thể là sở hữu cái sản phẩm này rồi đúng không ạ? Thì với cái thương hiệu DCS này thì được cho là cho chúng ta được những cái con số ấn tượng đúng không Ấn tượng trên những cái con số này cũng như là về ấn tượng về âm thanh thì nó là xếp uh, à, top 1 ở trên thế giới cơ. Thế nên chúng ta hoàn toàn có thể là yên tâm về cái chất âm của sản phẩm này có thể là mang lại được đúng không ạ? Và các bác cũng sẽ dễ dàng nhận thấy là uh, trong cái thị trường audio hiện nay đúng không ạ? Uh, cái công nghệ đang phát triển như hiện nay thì vai trò của những chiếc DAC đóng góp ở trên những cái bộ dàn hai n hay là ultra hai n thì uh, nó thực sự là uh, các bác cũng sẽ thấy là nó cứ dần 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 nó len lỏi vào trong các cái bộ dàn đấy rồi đúng không ạ? chúng ta cũng đi tham dự các cái show IN này, uh, tham dự AV show, các bạn sẽ thấy là À, bây giờ thì uh, các các uh, các nhà phân phối thì cũng chỉ dùng là DAC đúng không ạ? À, để chúng ta phát nguồn nhạc để chúng ta test nhạc cho chúng ta thôi, đúng không ạ? đấy, thế nên là chúng ta hoàn toàn có thể là kỳ vọng, có thể là tin tưởng được uh, uh, về cái chất âm mà các cái con DAC cao cấp có thể là mang lại cho chúng ta, có thể là làm hài lòng chúng ta được, đúng không ạ? đấy, thì uh, với uh, DCS nhìn chung các nhá, uh, nhìn chung thì các cái sản phẩm uh, đến từ đất nước anh nói 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 riêng này À, hay là các cái sản phẩm về audio đến từ châu Âu nói chung này thì ngoài cái khả năng à, đáp ứng cái, cái 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 thú chơi về âm thanh chúng ta ra, ngoài thỏa mãn cái thú chơi về âm thanh về của chúng ta ra thì à, nó gần như là nó mang một cái cái giá trị về nghệ thuật rất là lớn thì các bác cũng à? à, dễ dàng bắt gặp là các cái hình ảnh mềm mại ở trên các cái sản phẩm về audio đến từ châu Âu, đúng không à, với DCS này thì này chỉ cực kỳ là mềm mại nữa rồi, đúng không ạ, à, thì chúng ta cũng có thể là mang ra so sánh với lại các cái thương hiệu đến từ Nhật đi, đúng không ạ, à, điển hình thì có AcuPay À, có lắc men, có esoteric này nhưng aku với lắc men thì thiết kế quá là vuông vuông vức rồi ngoại thế trên chúng ta cũng loại ra à, không có giá trị về nghệ thuật ở đây cho lắm đúng không ạ chỉ còn mỗi esoteric thôi esoteric thì à, với cái đường cong thì cũng à, nếu đem ra so sánh với dcs thì gần như là nó không có cửa rồi à, của dcs thì nó rất là tinh tế nó rất là à, thanh thoát đúng không ạ đấy à, và đây thì cũng là một cái sản phẩm mà lần đầu tiên xuất à, về hàng ở bên xuất thanh audio cũng như là lần đầu tiên mà à, là cái sản phẩm đồ cũ xuất hiện tại Việt Nam, đúng không ạ? Thế nên là à, là một cái sản phẩm rất 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 là mới mẻ, đúng không ạ? Thế nên là em cũng có trải nghiệm qua ba à, cái ngày vừa qua rồi và khi mà lần đầu tiên mà em bật cái bật cây sản phẩm này lên, đúng không ạ? À, đã có chỉ cần nghe qua ba cái lốt đầu tiên thôi thì cũng đã nhận định được là à, cái sản phẩm này, có cái 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 giải bát nó quá hay các bạn nó hay nó cực kỳ là nó hay và cái giải bát nó xuống rất là sâu và đương nhiên thì cái giải trung và cái giải cao nó tương phản với nhau, tức là nó rất nó ngắt nhịp cũng rất là tốt thế nên là chúng ta nghe nhạc mà nghe nhạc các cái thể loại nhạc như nhạc test loa này hay là các cái bộ gõ thì DCS này thì vô đối rồi các bạn ạ. Đấy em cũng không nghĩ rằng là một cái chiếc DAC có thể làm được cái điều như vậy khi mà những cái chiếc CD cao cấp của Cuphey của hay của Lacman rất khó rất khó có thể làm được cái điều đó thế nhưng mà chỉ là một cái chiếc DAC thôi nhưng lại 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 cho mình được cái cảm giác như vậy thì thực sự là quá ấn tượng các bạn rất là ấn tượng về cái sản phẩm này. đấy thì uh, cái sản phẩm này thì công nhận là nó cũng hơi hơi kén người chơi thật các bạn. Uh, tại vì là với cái giá lít lên 270 triệu thì em nghĩ rằng là rất ít rất ít người uh, dám đầu tư về cái sản phẩm này đúng không ạ? Uh, nhưng mà với những cái bậc quý tộc hay là những cái người chơi lâu năm thì uh, đây lại là một cái sản phẩm mà uh, mang lại một cái giá trị âm thanh rất là lớn. em nghĩ rằng là cũng có sẽ có rất nhiều người đầu tư về cái sản phẩm này khi mà họ uh, bỏ tiền ra mua mới đúng không ạ? đấy và chắc chắn rằng là những người mà bỏ tiền ra mua mới thì cũng không có không có không, không không có thay đi nữa tại vì là cái chất âm của con này nó quá hay rồi các bạn mặc dù là nhìn nó rất mỏng chỗ này thôi à, rất mỏng các bác sẽ thấy là rất mỏng các bạn nhưng mà cầm thì rất chắc tay rất chắc tay đấy mà cái chất âm mang lại được thì ngoài cái mong đợi ngoài mong đợi rất là hay rất là thuyết phục một cái sản phẩm mà được cho là uy tín từ số 1 trên thế giới đúng không? à, công nhận là các cái con người đến từ châu Âu thì À, họ thực sự là họ rất tinh tế, họ họ biết lắng nghe này, à, họ biết đưa nghệ thuật vào trong các cái sản phẩm của họ làm ra thế nên là à, ngoài cái giá trị về âm thanh ra thì đây lại là một cái, cái sản phẩm mà mang cái giá trị nghệ thuật rất là rất là lớn đúng không ạ? Các bác sẽ thấy là cái đường cong nó rất mềm mại, rất là rất là xịn. Đấy, dường như là chúng ta không thể bắt gặp ngoài đời à, được cái đường cong ở như như thế này ngoài đời được đúng không ạ? Chúng ta không thể nhìn thấy được đúng không ạ? Đấy, thì à, đây là một cái sản phẩm mà dùng rồi thế nên là giá cũng khá là mềm đúng không ạ? Đấy, các bác quan tâm về cái sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại cũng như là nhắn tin qua zalo qua fanpage đang để trong phần mô tả các bác nhé và cái video này thì em cũng dừng xin dừng tại đây thôi vì đây là một cái sản phẩm khá là à, khá là kén khách cho nên là à, các bác có nhu cầu quan tâm về cái sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại cũng như là nhắn tin qua zalo qua fanpage đang để trong phần mô tả các bác ạ. vâng à, và em xin được dừng video này tại đây ạ